Hãnh Diện là một người con của cộng đồng người Việt yêu tự do ở hải ngoại. Việt Nam! Việt Nam! Nhìn về quê nhà, mong muốn quê hương của chúng ta sẽ không còn cộng sản. Mong muốn quê hương chúng ta, những trẻ em, những thế hệ của tương lai của chúng ta được cơ hội, được quyền làm người. Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, 48 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, người Việt tị nạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Con cháu của họ rất thành đạt trong nhiều lĩnh vực, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong muốn có tự do dân chủ cho Việt Nam. Từ đó đến nay, biết bao nhiêu tổ chức, cộng đồng, hội đoàn, tôn giáo, biết bao nhiêu nhân sĩ, nhiều người đã bỏ ra công sức, tiền bạc để bảo vệ và vinh danh lá cờ vàng. Hiện nay gần nửa thế kỷ, ở đâu trên thế giới có người Việt tự do, ở đó có lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay. Trong chương trình phóng sự 48 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đài truyền hình SBTN đã phỏng vấn kỹ sư Nguyễn Tấn Thọ. Ông từng là chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị và là chủ tịch cộng đồng người Việt tại thành phố Staten. Ông từng đại diện cho dân biểu Trần Thái Văn và thượng nghị sĩ Gia Đức Nguyễn tại miền Bắc của bang California. Hiện ông là hội trưởng Hội Diên Hồng thời đại Tây Bắc Hoa Kỳ. Thưa ông, 30 tháng 4 năm 75, lúc đó ông có nghĩ rằng 48 năm sau, gần nửa thế kỷ, bài quốc ca và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ không, thưa ông? Là bởi vì ít khi mà có được những câu hỏi như thế. Và thực tế mà nói rằng sau cái 75, mất mạc nhiều lắm. Cái ngày mà chúng tôi đi tù, ở tù đó, để đến cái ngày về, làm gì còn cái hy vọng là có ngày được đi Mỹ. Cho nên được khi đi Mỹ rồi, thì chúng tôi, nói thật đó, có nhiều người mà chúng tôi cũng ở trong cái tâm trạng đó. Có đây, nhìn thấy lá cờ vàng, lần chào cờ đầu tiên khi mà đi thăm dự sinh hoạt với các hội đoàn thể, với những người cùng tù vì tội vì mình, những người cùng là những tù nhân chính trị như mình đó. Xúc động lắm, nước mắt có thể chạy ra. Và đến bây giờ, cứ đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần có dịp lệ lạc trong một năm, tiếng quốc ca, rồi là quốc kỳ được chào lên, được sự chào kính, chúng tôi phải nói rất vui. Cái điều đó, cái việc mà thể hiện, cái là cơ quan trọng lắm. Vì cái điều đó nó thể hiện được cái tiếng nói của những người, không chỉ là người Việt, mà là những người Việt tị nạn, những người Việt mà vì cái tương lai của chính mình, của những người ra đi vì quê hương mất mạc. Như là một cái biểu tượng, như là một sức mạnh để họ thấy được những người này ở đâu, thân phận này ở đâu, để họ thấy được là cái cộng đồng người Việt nó có tinh thần đoàn kết, nó có sự đấu tranh. Cho nên cái việc đó, cái tinh thần đó,
chúng tôi nghĩ rằng cho đến bây giờ là 50 năm, gần 50 năm, mà vẫn còn nguyên vẹn cái tình cảm, vẫn còn nguyên vẹn cái lòng gọi là quý mến và về lập trường và chính nghĩa của mình, thì điều đó là một cái điều hạnh diện. Thưa ông, trong chương trình phóng sự 48 năm sau ngày 30 tháng 4, ông có lời khuyên nào đến với thế hệ trẻ? Cái điều mà chúng tôi thấy gần đây, một vài năm gần đây đó, cái lớp trẻ họ chuẩn bị, họ rục rịch để tham gia với những cái sinh hoạt của chính giới là cái điều đáng mừng. Rất là mừng, là bởi vì họ đã thấy được cái vai trò, cái trách nhiệm của họ, không chỉ vì quyền lợi của bản thân, vì tương lai của bản thân, mà vì trách nhiệm của họ đối với những cha ông của họ. Cho nên chúng ta không có thể bi quan để thấy rằng họ hờ hững, họ thờ ơ với cái công cuộc đấu tranh tiếp tục cho nhân quyền, cho dân chủ tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng ta phải làm cách nào để có những cái buổi hội thảo, để có những cái buổi gặp gỡ giữa lớp trẻ, lớp già, để tạo cái môi trường cho lớp trẻ hiểu biết thêm, học hỏi thêm những cái kinh nghiệm của những lớp đàn anh đi trước. Đó là cái điều mà rất quan trọng. Mà trong hiện tại thì chúng ta thấy nó cần thiết. Nó cần thiết tới cái mức là gần như chúng ta phải quan tâm. Nếu chúng ta không quan tâm đến điều này, chúng ta không lưu ý đến điều này, thì cái lớp trẻ nó sẽ mai một đi, vì họ ít khi được hướng dẫn, bởi vì cái con đường đấu tranh có thể bị sai lệch. Thưa quý vị, những ai trong chúng ta đã được sống ở miền Nam Việt Nam trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, nơi mà học sinh và những người dân được giáo dục tính nhân bản, nhân văn, lòng vị tha, yêu Tổ quốc Việt Nam, kính trọng lá quốc kỳ. Để đến bây giờ, dù 48 năm hay bao lâu đi nữa, tình yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ của dân tộc Việt chúng ta không gì lay chuyển được. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.